nghệ sĩ, các những bạn đồng nghiệp của mình đã đến rất là đông. Nhất là cảm ơn anh Minh Cảnh từ xa đến với Cầu Nhạc Phương Nam. Cảm ơn anh Minh Cảnh rất nhiều. Bây giờ trở lại chương trình thì Tuấn Châu cùng với Ngọc Đáng sẽ hát cái lớp Giáo Quanh. Giáo Quanh với lại bà Vú. Tâm cầu ta để mẹ đẻ thì nha, khi bà Vú. Bề gì? Người ta muốn làm khó mình lúc nào cũng được chứ bề gì? Làm khó? Nếu người ta muốn chém tôi thì người ta phải cầm dao bằng cán chứ. Nhưng cán tôi đã nắm rồi, thì họ chém ai mà bà sợ? Hình như bà khóc phải không? Ông phải làm gì? Mà cô ta... Đừng đừng, ông đừng kêu tôi như vậy. Ông về đi, ông về đi. Hai, có phải ngày xưa tôi phụ bạc em đâu mà em lại cố chấp? Tôi bị tù tội, bị đài ải, phải xa vợ xa con. Đến chừng gặp dịp trở lại sống làng hỏi thăm, thì không ai biết tin tức của mẹ con em. Tôi đâu có quyền giận ông. Ngày ông mắc phải tội tình, tôi phải báo công vui cha mẹ chồng, cha mẹ ruột, và còn bận biểu cung thư, và để thoát cơn nguy. Một sự an bài vô luân lý mà người biệt kiện đã đồng lõa với nhau để lừa dối một đứa trẻ. Sự lừa dối ấy có kéo dài bao lâu đi nữa cũng không thể nào biến thành sự thật. Dù nó không thành sự thật đi nữa, nhưng cách lừa dối đó vẫn có ích lợi, là làm cho con tôi sung sướng mà tôi cũng được hài lòng. Nhưng sự hài lòng có được toàn diện ấy như em trả lời con, tôi sẽ cấm miệng lại và bước ra khỏi căn nhà này ngay. Em hãy trả lời đi, em hãy trả lời bằng một cách thành thật đi. Tại sao em lại im lặng? Chỉ tức là sự hài lòng của em đã nuôi tươi thắm bằng nước mắt. Mà trong những đêm khuya em đã khóc thầm thầm. Để con vui được mong qua.
nhờ bằng loại phân bông thôi tha. Không phải tôi vô tình bạc sang sự đau khổ của em, nhưng sự đau khổ đó không nên kéo dài thêm nữa. Khi đứa con nó đã trưởng thành và biết trọng tình thắm màu của tôi, sao lạ vậy? Em hãy nói ra đi. Nếu tôi nói ra thì cả hai mẹ cũng đều đau khổ, nên tôi phải lặng im vì đau khổ mình. Tôi không phải là con chưa dám thôi nói.
thôi. Chia biệt trọn đời, tôi cứ nhìn tiếng chào chồng tình xưa đã khóc luôn. Trời ơi, chuyện quá. Và bây giờ xin quý vị khán giả dân dự đại truyền hình FPTM sau phần quảng cáo, chương trình sẽ trở lại cùng với quý vị.